xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với các bạn cách chăm sóc da tại nhà. Có nhiều bạn inbox hỏi mình rằng là chị ơi, chị hãy chia sẻ cách chăm sóc da tại nhà như thế nào đi. Bởi vì là trong cái quá trình dịch bệnh như thế này thì chúng em không thể tới spa được. Thì tất cả những cái khách hàng thân yêu của mình cũng đã có những cái video để mình giúp các chị em chia sẻ. Thế nhưng mà hôm nay mình cũng sẽ làm thêm những cái chia nhánh những cái video ra để cho các chị em dễ các em biết chăm sóc. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các chị em cách chăm sóc làn da thường tại nhà nhé chị em nhé. Cái làn da thường là cái làn da dễ nhận biết, cái làn da thường là cái làn da mà đẹp nhất, ổn định nhất khi mà chúng ta sử dụng những cái dòng kem dưỡng nó hấp thụ nhanh nhất. Thì nếu thật sự chúng ta không biết cách chăm sóc, không biết cách chăm sóc đều và đủ theo cái quá trình thì qua 5 tháng thì cái làn da nó sẽ bị sớm lão hóa, và nếu chúng ta không biết cách chăm sóc đều và đủ thì làn da nó sẽ tự vô hình chung nó sẽ biến cái làn da thường thành cái làn da hỗn hợp và cái làn da khô. Thế cho nên là chị em hãy cố gắng theo dõi và xem hết cái video này để có một cái cách chăm sóc da cho cái làn da thường một cách hiệu quả nhé. Thì đầu tiên mình sẽ giúp các chị em làm sạch. Trước tiên vào buổi sáng chúng ta nên làm sạch da. Làm sạch da thì với làn da thường gồm có tẩy trang và sữa rửa mặt. Cái làn da thường thì chúng ta nên sử dụng tẩy trang, bởi vì buổi tối lại thì cái những cái dưỡng chất mà mình sử dụng để dưỡng da ấy, thì ở những cái dưỡng chất đấy thì thường nó hay có những cái gốc dầu để nó bám vào lên trên bề mặt da ấy. Thì chúng ta cái làn da thường ấy chúng ta nên sử dụng, bởi vì là sử dụng để tẩy trang, bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng những dòng kem dưỡng nó chưa hấp thụ hết thì chúng nó vẫn còn trên bề mặt da, chúng ta dùng tẩy trang để làm giảm lỏng nó, làm lỏng những cái dưỡng chất đó ra, thì chúng ta hãy dùng đến tẩy trang nhé. Sau đó thì chúng ta làm bông sữa rửa mặt lên và chúng ta là dùng sữa rửa mặt, đó là vào buổi sáng. Riêng cái khoản làm sạch da thì các chị em phải làm 100% giúp mình nhé. Làm sạch da vào buổi sáng, sau đó là cái làn da thường thì chúng ta nên chăm sóc một cách đơn giản và hiệu quả, thì chúng ta sẽ dùng đến nước hoa hồng. Nước hoa hồng thì chúng ta không sử dụng quá nhiều, không tốn kém, chúng ta sử dụng đến bộ đôi nước hoa hồng và serum. Nước hoa hồng và serum, tiếp đó là chúng ta sẽ sử dụng đến sữa dưỡng. Thì với làn da thường thì chúng ta nên sử dụng ba cái sản phẩm này để dưỡng da. Cái nước hoa hồng ấy nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta được se khít lỗ chân lông này, và cái serum nó sẽ giúp cho những cái dưỡng chất như ví dụ như ở sữa dưỡng nó hấp thụ vào xuống dưới da một cách tốt nhất và dễ dàng nhất. Thì chúng ta nên sử dụng đến serum nhé chị em nhé. Đó là cái làn da thường. Thì vào đó là vào buổi sáng, dưỡng da vào buổi sáng thì chúng ta cũng vẫn chống bằng kem chống nắng. Dù bất cứ làn da gì, trời nắng hay trời không nắng thì chúng ta hãy sử dụng đến kem chống nắng nhé. Tiếp đó buổi sáng chúng ta hãy sử dụng đến kem chống nắng. Đó là đơn giản, những cái bước đơn giản mà chúng ta dưỡng da tại nhà. Sau đó là chúng ta dưỡng da vào buổi tối. Thì ngoài những cái việc mà chúng ta làm sạch da thì buổi tối chúng ta hãy vẫn sử dụng đến nước tẩy trang và sữa rửa mặt. Thế nhưng với làn da thường thì chúng ta hãy sử dụng đến tẩy da chết mỗi một tuần 2 lần cho mình nhé. Một tuần 2 lần dùng tẩy da chết. Bởi vì là cái làn da thường thì chúng ta không cần thiết phải dùng tẩy da chết quá nhiều. Chúng ta hãy dùng tẩy da chết một tuần 2 lần giúp mình. Và chúng ta vẫn phải sử dụng đến tẩy trang và sữa rửa mặt. Đó. Sau đó là buổi tối chúng ta sẽ dưỡng da. Thì cái làn da thường thì nó là cái làn da rất dễ và chúng ta vẫn phải dưỡng đều và đủ. Mỗi một tuần chúng ta hãy bổ sung cho làn da của chúng ta làn da thường 2 miếng mặt nạ nhé. 2 miếng mặt nạ mỗi tuần để giúp cho chúng ta được cấp nước một cách hiệu quả trực tiếp, để giúp cho làn da nó có những cái dưỡng chất. Ở trong mặt nạ tế bào gốc nho thai cừu thì nó sẽ có rất nhiều dưỡng chất để nó giúp cho làn da của chúng ta chống lão hóa và cung cấp những collagen cho da, và giúp cho làn da của chúng ta được ổn định hơn. Thì tiếp theo đó là sữa rửa mặt nạ, thì chúng ta sử dụng một tuần 2 lần giúp mình nhé. Và sau đó là thường xuyên thì chúng ta hãy sử dụng tới nước hoa hồng, serum. Đấy, nước hoa hồng, serum và kem đêm. Thì với buổi làn da thường thì buổi tối chúng ta không cần sử dụng đến sữa dưỡng nữa, mà chúng ta hãy sử dụng đến nước hoa hồng, serum và kem đêm để ức chế nám, để giúp cho làn da của chúng ta có được một làn da hiệu quả. Thì chúng ta hãy làm đều và đủ để cho làn da của chúng ta, cái làn da thường ấy, nó sẽ được duy trì và nó sẽ ổn định, nó sẽ không bị mất đi những cái tính năng của nó, đó là làn da đẹp đó. Nếu các chị em đang sở hữu làn da thường thì chúng ta hãy chăm sóc đều và đủ để khỏi hối hận về sau nhé. Cảm ơn các chị em đã xem video, và xem tiếp video sau mình sẽ hướng dẫn các chị em sử dụng những cái dòng dưỡng chất tại nhà với những cái làn da dầu, da mụn và da nám tàn nhang nhé. Cảm ơn các chị em.